Phát hiện bàn tay Phật tổ Như Lai thu phục Tôn Ngộ Không nhưng không nằm ở Trung Quốc. Một bàn tay khổng lồ cao tới 11 mét sừng sững hiện lên giữa sa mạc khô cằn nhất thế giới sẽ khiến bất cứ ai lần đầu nhìn thấy phải kinh ngạc. Bàn tay Phật tổ thực ra chỉ có trong tiểu thuyết kinh điển Trung Quốc, khiến cho Tôn Ngộ Không dù có tài đi mây về gió, chỉ cần lộn một vòng là đi được 108.000 dặm, 108.000 dặm cũng không thoát được. Nhưng khi chứng kiến bàn tay thật này, không ai liên tưởng đến hình ảnh đó. Bàn tay Phật tổ ấy tưởng chừng chỉ có ở Trung Quốc. Thế nhưng tại hoang mạc Atacama, Chile xa xôi và hẻo lánh, lại xuất hiện một bàn tay khổng lồ như vậy. Nó có tên là bàn tay của sa mạc. Sa mạc Atacama nằm ở độ cao 1.100m so với mực nước biển và là nơi được cuốn sách kỷ lục Guinness Thế giới và cả NASA Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ ghi nhận là sa mạc khô cằn nhất trên thế giới. Bằng chứng rõ ràng và thuyết phục nhất là từ năm 1570 đến năm 1971, các nhà nghiên cứu không hề ghi nhận được bằng chứng về lượng mưa đáng kể nào. Là nơi khắc nghiệt như vậy nên nó ít được con người chú ý và đặt chân tới. Ấy vậy mà cách 75 km về phía nam thành phố Antofagasta, trên hoang mạc khô cằn này lại xuất hiện một bàn tay năm ngón gần như nguyên vẹn theo thời gian, không hề bị tác động của thiên nhiên như mưa hay nhiệt độ, độ ẩm làm hư hỏng. Nói chính xác thì đây là một bức tượng thép khổng lồ được tạo thành bởi bê tông cốt thép, bên trong với chiều cao tới 11 m, mà nếu nhìn từ xa, trông nó như bàn tay của người khổng lồ hiện lên trên cát. Sự tồn tại của bàn tay này đã gây ra sự nhầm lẫn cho rất nhiều người từng đi qua đây trên con đường cao tốc Best American khi nhìn thấy một bàn tay khổng lồ vươn tới tận bầu trời. Một nửa phía dưới đã bị chôn vùi dưới lớp cát dày của hoang mạc. Vậy thật ra bàn tay bí ẩn này do ai tạo nên? Nhưng thật ra bàn tay không phải là một phần hiện lên của bức tường khổng lồ bên dưới như mọi người vẫn suy nghĩ. Bức tượng được khánh thành vào ngày 28 tháng 3 năm 1992 với sự tài trợ từ Corporation Pro Antofagasta, một tổ chức ủng hộ của địa phương. Tác giả của bức tượng ấn tượng này là nhà điêu khắc người Chile Mario. Ông muốn tạo ra một công trình mà những người tới đây có thể thoải mái sử dụng đầu óc sáng tạo của họ để tạo ra những bức tranh graphic trên bàn tay. Một vài người cho rằng bàn tay là dấu hiệu của thành phố thay cho lời tạm biệt với những người tới đây và rời đi. Theo một số người khác, bàn tay còn đại diện cho những nạn nhân của sự bất công bị tra tấn suốt chế độ độc tài quân sự Pinochet giai đoạn năm 1973-1990 ở nước này như hình ảnh cho bàn tay tuyệt vọng muốn vươn tới bầu trời tự do. Nếu bạn muốn tới đây thì hãy đi trên tuyến đường cao tốc Best American, còn được gọi là xa lộ liên Mỹ, chạy dọc Bắc Mỹ và Nam Mỹ tới tận Ushuaia, Argentina. Bức tượng nằm ở vị trí cột mốc cây số 1309, cách thành phố Antofagasta 75 km về phía nam. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!